Thắng Audio xin kính chào toàn thể các bác. Thắng Audio tiếp tục về một lô JBL, đôi JBL G500 sản xuất tại Mỹ, đôi JBL G300 sản xuất tại Mỹ, đôi JBL LX600 sản xuất tại Đan Mạch, JBL LX500 sản xuất tại Đan Mạch. Nhà em về rất nhiều loa và em Thắng Audio đang dỡ còn rất nhiều loa và nhiều chủng loại. Chút nữa em sẽ lên video clip tổng hợp rất là nhiều. Đang đấu đôi JBL sản xuất tại Mỹ. Đây em đang đấu đôi JBL con G500. Đôi G500 đây ạ. Em bật nhạc to cho các bác thẩm âm ạ. Em nghe như trong tim sẵn phở. Nỗi đau lắm nhạt nhòa một trời sương khó. Tóc nó hơi bị chặt nên là em quay nó cũng không rõ lắm. Đôi JBL G500 của Mỹ. Đôi này sở hữu 2 bát 20, một chung, một tép. Đôi này rất là đẹp. Và đây là đôi em, đôi JBL G300. Và đôi dưới là đôi JBL LX500. Lô JBL về Thắng Audio rất là đẹp, đôi nào cũng rất là đẹp. Còn đôi này là đôi JBL LX600.
Các bác có nhu cầu sở hữu dòng JBL JBL LX600 MK2 LX500 JBL G300 JBL G500 liên hệ với em theo số máy 0983698887 ở số 67 ngõ 225 phố Nguyễn Đức Cảnh, quận Hoàng Mai. Cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi.